Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin trước ống kính phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 1, nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước đã được chúng tôi cập nhật và sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, với những tiện lợi trong thanh toán trực tuyến, đặc biệt là thanh toán quốc tế, thì việc sử dụng thẻ tín dụng ngày càng trở nên phổ biến với nhiều người. Tuy nhiên, nếu chủ thẻ không có những kỹ năng bảo mật và tinh thần cảnh giác, thì rất dễ trở thành miếng mồi ngon của tội phạm. Tương tự với hành vi trộm thẻ Master của khách và chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng trong thẻ, hôm nay 21 tháng 1, Công an thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ đối tượng Trần Thu Hương, 37 tuổi, quê Bạc Liêu, trú tại thành phố Vũng Tàu để điều tra. Đối tượng này là nhân viên phục vụ tại một quán bar đóng tại phường 1, thành phố Vũng Tàu. Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Vũng Tàu, khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 1, ông Kaman quốc tịch Ấn Độ đến chơi tại quán bar MNK, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Khi thanh toán tiền, người khách này đưa thẻ Master cho Trần Thu Hương là nhân viên phục vụ ở đây mang vào quầy thu ngân tính tiền. Hương mang thẻ trở lại bàn trả cho khách và ngồi nói chuyện với ông Kaman. Biết thẻ Master này không khóa mật khẩu, Hương nảy sinh ý định chiếm đoạt thẻ. Sau một lúc ngồi nói chuyện, lợi dụng người đàn ông sơ hở, Hương trộm lấy thẻ cất vào túi quần. Trong sáng ngày 18 tháng 1, Hương mang theo thẻ này đến nhiều tiệm vàng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu sử dụng để mua 13,3 cây vàng với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trước khi bị bắt, Hương đã mang 4 cây vàng ra ngân hàng bán lấy tiền mặt trả nợ và tiêu xài cá nhân. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài sản do đối tượng này phạm tội mà có. Liên quan đến vụ Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa, cán bộ công an thị trấn Cải Giao, huyện Châu Đức bị thương trong lúc làm nhiệm vụ mà chúng tôi đã đưa tin vào chiều hôm qua. Sáng nay 21 tháng 1, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi sức khỏe Trung úy Nghĩa. Đến thăm Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên Trung úy Nghĩa yên tâm điều trị thương tích. Giám đốc đề nghị Công an huyện Châu Đức và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với bệnh viện và gia đình, quan tâm chăm sóc để Trung úy Nghĩa nhanh chóng ổn định sức khỏe, tiếp tục công tác phục vụ nhân dân. Trước đó, sáng ngày 20 tháng 1, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa đã bị đối tượng Lê Hoàng, 35 tuổi, trú tại thị trấn Ngãi Giao, là đối tượng nghiện ma túy, nghi trộm cắp mai của người dân, bất ngờ rút dao chém vào bụng gây thương tích nặng. Ngay sau đó, lực lượng công an đã được điều động đến bắt giữ Hoàng khi y trốn tại nhà mẹ ruột. Chuyển sang những thông tin được ghi nhận từ các địa phương khác. Thưa quý vị, Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp một số đơn vị liên quan triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An. Số lượng tang vật thu giữ được khoảng 1.000 viên ma túy và 5 bánh heroin. Vào khoảng 12 giờ ngày 19 tháng 1, tại khu vực địa phận Dốc Chuối, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Nghệ An phối hợp với Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An, Đồn Biên phòng Tri Lễ và Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An, phát hiện bắt giữ đối tượng Thò Bạ Mùa, sinh năm 1970, trú tại bản Bùi Sái 2, xã Tri Lễ, đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 5 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Mùa khai số ma túy trên mua của một đối tượng người Lào, mục đích đem về bán cho khách. Tuy nhiên, khi đang giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Cảnh tượng chen lấn dò nhét trên những chuyến xe về quê đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi dịp Tết. Thế nhưng tình trạng này vẫn liên tục diễn ra. Sau khi phát hiện và xử lý hai xe khách chở quá số người quy định vào ngày 19 tháng 1, thì sáng nay 21 tháng 1, thêm một chiếc xe khách 46 chỗ ngồi nhưng dò nhét tới 99 người đang trên đường di chuyển từ tuyến thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An đã bị tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện. Thời điểm trên, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã ra hiệu dừng để kiểm tra xe khách biển kiểm soát 37B03210 do Trần Văn Hà, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Nghệ An điều khiển, lưu thông hướng thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An. Mặc dù xe thiết kế 46 chỗ ngồi, nhưng lực lượng chức năng phát hiện xe chở theo 99 người, vượt 53 người so với quy định. Ngoài ra, xe còn chở hàng hóa, hành lý vượt kích thước của xe, lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và không có giấy chứng nhận đăng kiểm.
Tổ Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, đồng thời đưa xe ô tô 37B-03210 vào bến xe khách Đồng Nai để bố trí phương tiện, bảo đảm đưa số hành khách trên tiếp tục hành trình về quê đón Tết. Cũng trong sáng nay 21 tháng 1, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 5 người trong một gia đình tử vong. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 567/22F, đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà khiến cả 5 người trong gia đình không kịp thoát ra. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động 3 xe cứu hỏa và 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các nạn nhân được xác định là Lê Thị Huệ, sinh năm 1950, Lê Thị Tuyết Mai, sinh năm 1976, Lê Hoàng Thanh, sinh năm 1980, Lê Hoàng Tâm, sinh năm 1983 và Trần Mỹ Tuyền, sinh năm 1990, làm vợ Thanh. Chính quyền thành phố cùng địa phương đã có mặt để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Ghi nhận ban đầu có 4 xe máy để phía trước căn nhà bị thiêu rụi. Ngọn lửa cũng làm sập gác gỗ của ngôi nhà trên. Đến 10 giờ cùng ngày, xe cứu thương đã tới hiện trường để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị cháy. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy trên. Đến đây, bản tin Trước Cổng Kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử Trước Cổng Kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chiều ngày mai lúc 18 giờ.